Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio lên rất nhiều các cái loa bass karaoke gia đình. Với cái cấu hình các bác có nhu cầu sửa chữa loa, nâng cấp, dựng mới và các cấu hình loa bass mới của bên em, thì hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác rẻ có, đắt có, trung bình có, cao cấp có. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio xin giới thiệu cho tất cả các bác một combo 2 năm từ neo của Lexo, tép neo nghìn khối G-Set, và một combo bô của nó là bát 30 giờ set, phân tần F0E, tép giờ set, một đôi bát 30B3 từ 170-76, giá cực kỳ tốt luôn. Và các bác có nhu cầu thay thế các cái cấu hình thùng loa bị hỏng hoặc là bị cháy hoặc là dựng mới lấy số lượng về dựng loa B3, hãy liên hệ cho em, giá đại lý cực tốt. Và một cặp bát, một chiếc bát 50 giờ set để làm súp hơi từ 220-100, bát 40 Martin từ 170-63. Sử dụng các dòng loa kéo rồi là các cái dòng như đánh âm ly, nói chung là đánh công suất nhỏ cần đến thay thế thùng loa. Một đôi kèn 450 Martin từ 120-4, hàng đẹp. Một đôi phân tần bao quay 503. Đấy, thì hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác này. Cái đôi bát này thì từ 170-63 thì con bát này thì rẻ thôi. Combo một đôi bát này có 1.450.000 được bao ship từ 170-63. Đấy, bát này là bát 40 các bác nhá. Bát 40 từ 170-63, bát 40. Martin. Con này là màng giấy và gân vải tẩm dầu 2 gân. Anh em cứ sử dụng các dòng loa mà cần thay thế các cái dòng bát 40 mà gân vải nhá, tiếng ca sáng. Anh liên hệ em với các bát này. Nhận hàng kiểm tra thanh toán 1.450.000, ai mà đến cửa hàng thì 1.350.000 các bát này thôi. Bát 40. Martin. Còn đây là cặp keo kèn 450 Martin Audio từ 120-4, nắp nhôm màu trắng. Củ này là củ gen xoáy, anh em có thể sử dụng với các dòng kèn full 30 thì sử dụng vào con 40 Martin là một, hoặc là con B3 ở bên trong kia thì các bác cứ sử dụng các cái dòng đó. Cái kèn 450 Martin này thì một đôi củ này có giá là 800 bao ship các bác nhá. Từ 120-4. Còn đây là đôi phân tần AB503. Phân tần AB503 này sử dụng cho loa bao quay, các dòng đánh tép kèn nhé. AB503, đường input là đường vào, đường check ở đây. Media là đường chung. Còn đây là đường bass. Các bác lưu ý dòng này đánh check kèn nó có cả bóng cầu chì để chống cháy tép, tụ lọc màu đen. Phân tần này có giá 550 một đôi được bao ship các bác nhé. Với cái dòng bao quay, các bác lưu ý là một bass, một chung, một tép, bass 30, bass 25. Bát 40 công suất nhỏ mà đánh có cả đường chung, chung 12, chung 16 gì đấy thì đánh con phân tần này. Phân tần nhập nguyên hộp của Trung Quốc. Còn đây là chiếc bát súp 50 từ 220-100. Đít nhọn viền xanh, đít có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt, nên là các cái lỗ này để thoát khí này. Bát 50 giờ xếp. Bát 50 giờ xếp này là cô 100, các bác đánh đẩy từ 700-800W một kênh, các bác có thể đánh được chiếc bát này. Kẹp lỗ lơ thép trắng từ 220-100. Màng nó sơn dầu bóng và màng Sydney 3 gân. Gân 3 gân này đánh tính súp rất là mềm. Với cái cấu hình này thì em có cả 40 và 50, và hiện tại các bác được xem 50 thì sẽ có giá là 1.900.000 một cái được bao ship. Còn đây là một đôi bát 30B3 từ 170-76, liên tục lên đường từ 170-76. Xương nhung gang đúc, gân vải tẩm dầu 3 gân. Từ 170-76 với giá 1.550.000 một đôi, nhận hàng kiểm tra thanh toán đôi bát 30B3. Siêu đẹp, tiếng hay, giá rẻ. Đấy. Còn đâu các bác mà muốn mua một combo thì em có thể là lên cho các bác một combo bát 30 giờ xếp. Màng xếp ni lượng sóng, gân vải tẩm dầu 3 gân. Dòng này em có cả 30 và 40. Từ 190-76 và bát 30 là đít ngọn viền xanh. Đít có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt, rất là đẹp. Và con bát này tiếng trống rất hay. Phân tần của nó là F00EA, phân tần hàng nhập của nhà máy Trung Quốc. Thì ruột bên trong phân tần thì nó sẽ như thế này. F00EA, phân tần này có bóng cầu chì để chống cháy. Một bát là một chiếc kèn. Đánh với đôi tép từ giày và bích giày của giờ xếp có mã là ND253. Côn dây dẹp. Bộ combo bát 30 giờ xếp đây thì các bác mua chọn gói combo này. Bát, phân tần, tép, mỗi thứ một đôi là 3.500.000 combo này được chứng bao ship toàn quốc. Hiện hàng được kiểm tra thanh toán các bác nhé.
Mà các bác nào mà cứ có loa bãi rồi là tất cả các loại loa gì 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 mà cứ bị hỏng thì hãy đến với em. Còn combo hạng B bát combo bát 25 neo. Combo 25 neo này là côn 75. Mang thương hiệu Lexo bát 25 từ leo. Gân vải tẩm dầu 3 gân, màng sơn dầu bóng. Đít của nó có 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Leo liền khối và có cái xương chẻ đôi. Phân tần của nó là phân tần của mã BL2, có bóng cầu chì và chạy 2 chẻ nhôm. Còn tép neo này là tép neo liền khối giờ xếp. Con tép này là của nó là bích thép 7 màu. Và ở giữa đây viên trắng trắng đây là viên từ neo. Các bác lưu ý con này mâm bằng kim loại nên tép neo nó rất là đắt. Còn các anh em có thể lấy mẫu khác thì nó sẽ rẻ hơn. Và combo của nó là bát 25 neo của nó là 4,7 triệu combo này. Thì các bác có nhu cầu đến combo 25 neo, combo bát 30 giờ xếp, hãy liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin giới thiệu đến các mẫu sản phẩm. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho bên em nhé.